Ăn cơm đi con. Tùng mới về hả con? Mày đám dỗ ba tôi nên tôi về. Làm xong rồi tôi đi. Con ăn gì chưa? Con chưa ăn, con ngồi con ăn cái gì? Không có đói. Đưa cho em ít vậy? Có nhiêu đây sao em đủ lo cho tiền học cho thằng Tùng, rồi còn đủ thứ tiền á. Anh chỉ tới ngày chỉ biết đàn đúm bạn bè tụ tập không à, không có biết hả, thương vợ thương con, lo cho cái gia đình này hết. Mày nói cái gì? Trong nhà này không tới lượt tao nói không tới thường mày nữa nha. Nghe! Đúng rồi á. Ê! Ê! Mày hổ hả? Mày hổ hả? Mày hổ hả? Vậy mày gì mà uống thuốc vậy? Lớn tuổi rồi, bệnh bình thường là con. Vừa sức khỏe còn lo cho bé An nữa. Tiền hôm bữa em mượn chị, em cảm ơn chị nha. Mà ủa chị định đi đâu hả? Bà giữ tiền này đi, bà lo cho thằng Tùng giùm tôi. Trời, nó ngày một lớn rồi mà nó cứ thấy ba mẹ nó dày hoài à, tôi chịu hết nổi rồi. Bà trời làm ơn đi. Thiệt hả chị? Chị định bỏ thằng Tùng ở lại sao? Trời, tôi chịu hết nổi cảnh này rồi bà. Chị ơi. Chị Linh, chị Linh, chị đi đâu vậy? Chị Linh, sao mày nói đi, mày có muốn đi theo mẹ mày luôn không? Đi theo mày luôn đi, tao không cần hai đứa con mày trong nhà này nữa, mày biết chưa? Cái thứ ăn bám vô dụng mày hả?
Đi nhà tao mà xíu làm cái gì hả? Mày mà nói với ai tao giết mày chết nha mày. Nghe chưa? Xưa mà ông đã quýnh tôi, vậy nên mẹ cứ bỏ tôi đi. Chị Hoa, sao dì còn ở trong căn nhà này nữa? Sao dì còn phải chịu khổ trong chính căn nhà này nữa? Con có biết, trên cuộc đời này có những thứ con người ta không muốn, nhưng mà số phận bắt họ phải làm con à. Mình ăn cơm thôi mấy con.